lý thuyết. Vậy thì trong tiêu đề tôi viết ngay quá trình đẳng tích, và trước tôi giải thích rồi, đẳng quá trình tức là có hai thằng thay đổi và một thằng không thay đổi, đúng không? Như vậy quá trình đẳng tích ở đây chính là thể tích sẽ không thay đổi, trong đó chỉ có áp suất và nhiệt độ tuyệt đối sẽ thay đổi, được chưa? Rồi chúng ta đi vào phần 1 quá trình đẳng tích. Ở đây thầy có một cái thí nghiệm cho các em. Thầy có hai cái piston lén chất khí ở đây. Lén chất khí ở đây. Ở bình bên phải thì có nước nóng, còn bình bên này thì không có gì cả. Với bình bên phải thầy dùng một cái quả cân nặng, đáng lẽ ra thì nó sẽ phải dí của piston này xuống, nhưng không hề. Nó làm cho độ cao cột khí ở hai bình là như nhau, có nghĩa là thể tích khí sẽ không thay đổi. Tại sao có sự cân bằng này? Bởi vì ở đây thầy đã có nước nóng ở đây, đúng không? Quả cân đè xuống nhưng nước nóng nó tạo ra một cái áp suất để đẩy chất khí, để đẩy cái piston lên, được chưa? Từ đây thầy suy ra được kết luận đó là gì? Quá trình biến đổi trạng thái mà khi thể tích không thay đổi gọi là quá trình đẳng tích. Biến đổi trạng thái này có nhiệt độ thay đổi này, đúng không? Có nhiệt độ thay đổi nên có áp suất thay đổi này, nhưng thể tích không thay đổi, người ta gọi là quá trình đẳng tích, được chưa các em? Rồi chúng ta sang mục 2, định luật Sackler. Giống như trong quá trình đẳng nhiệt, định luật Boyle-Mariot để rút ra được các kết quả, thì trong quá trình đẳng tích này, ông Sackler này ông ấy cũng đưa ra được các cái đặc điểm đó. Chúng ta cùng nhìn đây nhé. Thầy có một thí nghiệm như sau. Thầy có một bếp điện do Toriha.vn thiết kế, được không nhỉ? Với bếp điện này thì chúng ta có cái bảng, cái cột khí ở đây này, cột khí đây đo được bởi đồng hồ này, đó là gì? Đang chỉ 1 atmosphere, và cái bếp điện này đang để ở nhiệt độ 28 độ C. Đây cái vạch đỏ ta nhìn nhá, vạch đỏ đang để 28 độ C thì đồng hồ áp suất đo chỉ một pascal nhé, 1 pascal, ta nhớ đây là 1 pascal, 10 mũ 5 pascal nhé, ta chú ý đây là 1 × 10 mũ 5 pascal, đơn vị của áp suất, đúng nhỉ? Đó, lúc này khi thầy tăng nhiệt độ ở nút đỏ này, tăng nhiệt độ từ 28 độ C thầy lên 58 độ C thì lúc này đồng hồ áp suất chỉ 1,1 × 10 mũ 5 pascal, được chưa? Tiếp tục thầy cho tăng nhiệt độ lên nữa để đun sôi nước lên, đun sôi nước lên, đúng nhỉ? Nước bắt đầu có hiện tượng bốc hơi ở hơn 70 độ C, tức là 78 độ C, 76 độ C, đúng nhỉ? 76 độ C thì lúc này đồng hồ chỉ 1,2 × 10 mũ 5 pascal. Tiếp tục tăng tiếp nhiệt độ